Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Công an tỉnh Long An yêu cầu rà soát hồ sơ khám bệnh của 3 người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người trong vụ án hình sự loạn luân ở tỉnh Thất Bồng Lai. Ngày 13 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin vừa có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người trong vụ án hình sự loạn luân ở tỉnh Thất Bồng Lai, Long An. Đây là vụ án có liên quan đến ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông Vân mới bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An khởi tố về tội loạn luân. Trước đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An về việc yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An xác định 3 người ở tỉnh Thất Bồng Lai có liên quan vụ án nêu trên. Đó là LTHT, 31 tuổi, đã sinh sống ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. LTKD, 31 tuổi, đã sinh sống ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. VKX, 29 tuổi, từng sinh sống ở ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Căn cứ Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin, tài liệu từ năm 2006 đến nay về việc ba đương sự nêu trên có khám chữa bệnh hoặc có khám thai sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hay không, nhằm phối hợp hỗ trợ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An xử lý vụ việc nêu trên. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng các bệnh viện cả trong và ngoài công lập, Trung tâm Y tế và Phòng Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp rà soát, cung cấp thông tin khám chữa bệnh của ba đương sự nêu trên cho Công an tỉnh Long An. Đủ chứng cứ xác định ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột. Ngày 19 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân. Bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Trước đó, qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra. Sau thời gian điều tra, cơ quan điều tra có đủ chứng cứ xác định ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Liên quan đến vụ án loạn luân ở tỉnh Thất Bồng Lai, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm một trong ba đương sự là LTKD, được xác định là con của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Hai đứa trẻ, con của Lê Thanh Kỳ Duyên ở tỉnh Thất Bồng Lai có cha là ai? Vào khoảng năm 2018-2019, tỉnh Thất Bồng Lai trở nên nổi tiếng hơn khi nhóm 5 chú tiểu giành chiến thắng tại một chương trình game show hài. Tại thời điểm đó, nhóm 5 đứa trẻ này được giới thiệu là trẻ mồ côi. Đến năm 2022, khi các ồn ào ở tỉnh Thất Bồng Lai nổ ra, cơ quan chức năng huyện Đức Hòa đã điều tra và xác nhận rằng có 3 trẻ em tại tỉnh Thất Bồng Lai được đăng ký khai sinh ở địa phương này. Trong bản khai, tên mẹ được ghi là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang, nhưng không ghi tên cha đẻ. Trước đó, theo lời khai từ đối tượng Lê Thanh Nhất Nguyên, những người được ghi trong giấy khai sinh của các em bé chỉ là mẹ đỡ đầu và chịu trách nhiệm trên giấy tờ. Tất cả là để các bé có thể đi học hợp pháp, chứ không có chuyện phụ nữ ở tỉnh Thất Bồng Lai sinh con. Tuy nhiên, trong một giấy chứng sinh của Bệnh viện Từ Dũ năm 2015, tên của Lê Thanh Kỳ Duyên được ghi rõ. Hình ảnh của cô khi đang bế một em bé mới sinh tại bệnh viện cũng đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là bức ảnh mà tỉnh Thất Bồng Lai từng giải thích rằng họ đang sinh con nuôi. Theo những thông tin được công bố, mối quan hệ giữa Lê Tùng Vân và Lê Thanh Kỳ Duyên được mô tả là thuần túy thầy trò, không liên quan đến huyết thống. Tuy nhiên, một báo cáo từ cơ quan điều tra dựa trên kết quả giám định ADN đã xác định rằng Lê Thanh Kỳ Duyên thật sự là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Một trong những đối tượng liên quan đến vụ án loạn luân đang được điều tra xảy ra ở tỉnh Thất Bồng Lai. Còn theo lời Lê Thanh Minh Tùng, trong một clip mới đây đăng trên kênh Lê Thanh Minh Tùng 1985, người tự xưng là con trai Lê Tùng Vân cũng là người đã nhiều lần tố cáo cha mình phạm tội loạn luân. Ba đứa trẻ ở tỉnh Thất Bồng Lai là sản phẩm loạn luân của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Bây giờ theo lời chia sẻ của nhiều người á, thì họ nói là dàn dựng
vu khống cho Lê Tùng Vân lộn lưng. Thì bây giờ mình chỉ xoáy 7 nhân vật quan trọng thôi. Quyền Trang là 1, Kỳ Duyên là 2, mẹ ruột của Quyền Trang là 3, mẹ ruột của Kỳ Duyên là 4, ba đứa sản phẩm lộn lưng là 7 người. 7 con người đó đều có một cái huyết thống trực hệ với nhau, mà 7 người đó làm sao mà dàn dựng thay đổi được. Theo cơ quan chức năng tỉnh Long An, từ năm 2022, sau khi nhận được nhiều tố giác từ người dân, cơ quan điều tra tỉnh Long An đã hợp tác với các đơn vị y tế để tiến hành lấy mẫu và giám định ADN của ông Lê Tùng Vân cùng 26 người khác. Kết quả giám định ADN đã xác nhận việc ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân với con ruột và một số người khác, thậm chí họ cũng đã sinh con. Lê Thanh Kỳ Duyên là một trong số những người đó. Tuy nhiên, Kỳ Duyên đã đột ngột biến mất khỏi tỉnh thất Bồng Lai và hiện chưa rõ đang ở đâu. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để phục vụ cho cuộc điều tra về vụ án loạn luân nghiêm trọng này. Giật mình khi nhiều chi tiết bí ẩn về lai lịch của Lê Thanh Kỳ Duyên được hé lộ. Nhiều người không khỏi ngã ngửa khi biết về nhân thân của Lê Thanh Kỳ Duyên. Theo đó, mặc dù người này từng tuyên bố bản thân là trẻ mồ côi, nhưng thực chất Kỳ Duyên lại chính là con gái ruột của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Cụ thể, tại tỉnh thất Bồng Lai, ở Long An, Lê Thanh Kỳ Duyên được biết đến như một đứa trẻ mồ côi, giống như nhiều đứa trẻ khác tại đây. Trong giai đoạn tỉnh thất Bồng Lai nổi tiếng trên mạng xã hội, cô gái này đã được Lê Tùng Vân nuôi và giáo dục. Theo những thông tin được công bố, mối quan hệ giữa Lê Tùng Vân và Lê Thanh Kỳ Duyên được mô tả là thuần túy thầy trò, không liên quan đến huyết thống. Tuy nhiên, một báo cáo từ cơ quan điều tra dựa trên kết quả giám định ADN đã xác định rằng Lê Thanh Kỳ Duyên thật sự là con gái ruột của Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân, một trong những đối tượng liên quan đến vụ án đang được điều tra tại tỉnh thất Bồng Lai. Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong lý lịch pháp tự đăng ký với ngành chức năng tỉnh Long An, Lê Thanh Kỳ Duyên từng bỏ trống, không khai tên bố đẻ. Kết quả giám định ADN cho thấy Kỳ Duyên là mẹ hai chú tiểu tại tỉnh thất Bồng Lai. Vào khoảng năm 2018 đến 2019, tỉnh thất Bồng Lai trở nên nổi tiếng hơn khi nhóm năm chú tiểu giành chiến thắng tại một chương trình game show hài. Tại thời điểm đó, nhóm năm đứa trẻ này được giới thiệu là trẻ mồ côi. Đến năm 2022, khi các ồn ào tại tỉnh thất Bồng Lai nổ ra, cơ quan tư pháp huyện Đức Hòa đã điều tra và xác nhận rằng có 3 trẻ em tại tỉnh thất Bồng Lai được đăng ký khai sinh ở địa phương này. Trong bản khai, tên mẹ được ghi là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang, nhưng không ghi tên bố đẻ. Theo lời khai từ đối tượng Nhất Nguyên, đại diện tỉnh thất Bồng Lai liên quan đến vụ án, thì những người được ghi trong giấy khai sinh của các bé chỉ là mẹ đỡ đầu và chịu trách nhiệm trên giấy tờ. Tất cả là để các bé có thể đi học hợp pháp, chứ không có chuyện phụ nữ ở tỉnh thất Bồng Lai sinh con. Tuy nhiên, trong một giấy chứng sinh của Bệnh viện Từ Dũ năm 2015, tên của Lê Thanh Kỳ Duyên được ghi rõ. Hình ảnh của cô khi đang bế một em bé mới sinh tại bệnh viện cũng đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là bức ảnh mà tỉnh thất Bồng Lai từng giải thích rằng họ đang sinh con nuôi. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra ở Long An đã xác nhận rằng Lê Thanh Kỳ Duyên là mẹ ruột của hai trẻ LTMN tên viết tắt và LTPV tên viết tắt. Những đứa trẻ này từng là một phần của nhóm tham gia cuộc thi hài và đã được đăng ký khai sinh với tên mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên trước đây. Lê Thanh Kỳ Duyên liên quan trực tiếp đến vụ án loạn luân của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Từ năm 2022, sau khi nhận được nhiều tố giác từ người dân, cơ quan điều tra tỉnh Long An đã hợp tác với các đơn vị y tế để tiến hành lấy mẫu và giám định ADN của ông Lê Tùng Vân cùng 26 người khác. Kết quả giám định ADN đã xác nhận việc ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân với con ruột và một số người khác, thậm chí họ cũng đã sinh con. Lê Thanh Kỳ Duyên là một trong số những người đó, tuy nhiên Kỳ Duyên đã đột ngột biến mất khỏi tỉnh thất Bồng Lai và hiện chưa rõ đang ở đâu. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để phục vụ cho cuộc điều tra về vụ án loạn luân nghiêm trọng này, trong đó bao gồm cả bị can Lê Tùng Vân, bố đẻ của Duyên và bố ruột của hai đứa trẻ mà Kỳ Duyên đã sinh. Buổi gặp gỡ giữa Võ Thị Diễm My và Lê Thanh Huyền Trân ở Vũng Tàu. Bà Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ ruột Diễm My cho biết Diễm My vốn là một cô bé hiền lành thông minh, phụ giúp ba mẹ quản lý việc kinh doanh tại nhà và có em trai, gia đình vốn sống rất hòa thuận và yêu thương nhau. Trước khi đến tỉnh thất Bồng Lai, Diễm My là một cô sinh viên năm 3 tại một trường đại học có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình đã chuẩn bị giấy tờ chờ ngày cháu đi nước ngoài du học. Thế nhưng mọi việc đều tan vỡ kể từ khi Diễm My gặp được nhóm người Lê Tùng Vân và các đệ tử.
Theo bà Mai, năm 2019, gia đình bà đi thiện nguyện ở Vũng Tàu. Ngay trong đợt này, Diễm My tình cờ quen biết nhóm người sống trong tỉnh thất Bồng Lai. Từ đó, Diễm My thường nhận được các cuộc gọi điện thoại rủ về tỉnh thất để học giáo lý tu tập 3 ngày một tuần. Diễm My có nói với bà Mai rằng tại đây có những người rất tài năng, khi con bà tu tập nói đắc đạo sẽ dắt bà theo. Thật buồn khi Diễm My đã tin vào những điều viển vông, thậm chí bỏ luôn cả chuyến du học mà gia đình đã chuẩn bị sẵn. Bà Mai nói, bà Mai cho rằng, trong vài đoạn clip trên YouTube, Diễm My đã nói về cha mẹ mình một cách bất hiếu, không đúng sự thật, khiến bà Mai và ông Võ Văn Thắng, ba của Diễm My cảm thấy sốc và tổn thương. Theo đó, vào giữa tháng 12 năm 2019, sau khoảng thời gian sinh sống tại tỉnh thất Bồng Lai, gia đình có đến đây để yêu cầu Diễm My trở về nhà. Con về nhà trong được khoảng thời gian 6 tháng, 11 tháng 6 năm 2020, sau đó cháu đã tìm đủ mọi cách để bỏ nhà đi, từ việc trốn bằng cửa sổ trong nhà vệ sinh cho đến bỏ trốn từ tầng 3. Từ khi Diễm My bỏ nhà ra đi cho đến nay, tôi và anh Thắng không gặp lại con, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Tôi và anh Thắng tìm đủ mọi cách, nhờ đến các cơ quan chức năng, báo chí, bạn bè. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn không có thông tin gì về con. Ngày đêm chúng tôi mong ngóng thông tin về con, bà Mai chia sẻ. Sau hơn 4 năm mất liên lạc với Diễm My, kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2020, ba mẹ của cô gái trẻ này nhắn nhủ cho con gái. Vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố những người liên quan đến sai phạm ở tỉnh thất Bồng Lai. Do đó, nếu đọc được những thông tin này, con hãy quay về nhà với ba mẹ và em trai. Gia đình vẫn là trên hết, ba mẹ luôn tha thứ, thậm chí không giận hờn hay trách móc vì những lỗi lầm con đã gây ra, bởi con chỉ là nạn nhân trong vụ tỉnh thất Bồng Lai. Ông Võ Văn Thắng, ba ruột Diễm My chia sẻ, gia đình luôn tạo mọi điều kiện cho cháu nói muốn đi du học thì gia đình cũng tạo điều kiện cho cháu sang nước ngoài du học. Nhưng vào đêm trước khi chuẩn bị lên máy bay đi du học, cháu đã rời khỏi nhà. Ngay trong đêm, tôi cùng vợ mình đã gọi điện cho con gái để khuyên ngăn, nhưng cháu cương quyết không chịu đi du học mà muốn đi tu tại tỉnh thất Bồng Lai, do cháu tìm được cái gọi là ánh sáng tại đây, theo như lời cháu nói. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, tôi và vợ đến tỉnh thất Bồng Lai để khuyên con trở về. Tuy nhiên, vừa nói được vài lời khuyên bảo cháu trở về, thì nhóm người trong tỉnh thất đã dẫn con gái tôi rời đi. Vài ngày sau, tôi cùng vợ và anh chị em họ hàng, bà con đã đến tỉnh thất tìm Diễm My. Nhưng trong nhóm người này, tìm đủ mọi lý do để ngăn cản và còn vu khống vợ chồng tôi ăn cắp số tiền 300 triệu đồng và yêu cầu bồi thường. Chưa dừng lại, vào giữa tháng 12 năm 2019, như lời vợ tôi kể, cháu về nhà được 6 tháng thì đến tháng 6 năm 2020, cháu My lại tiếp tục bỏ trốn đến tỉnh thất. Sau đó, cháu My không rõ do ai xúi đã quay video mắng chửi gia đình, còn vu khống cho tôi có những hành vi sàm sỡ đối với cháu và đăng lên nền tảng YouTube. Điều này khiến người làm bậc, làm cha, làm mẹ vô cùng đau lòng. Ông Thắng cho hay, trước sự mất tích bí ẩn của người con gái trong suốt thời gian hơn 4 năm nay, mẹ của Diễm My bày tỏ cháu Diễm My đến tỉnh thất Bồng Lai để tu tập và mất tích từ đó. Do đó, hy vọng các cơ quan chức năng giúp gia đình tiếp tục tiến hành truy tìm tung tích của con, đặc biệt xác minh thêm thông tin những người có mối quan hệ với tỉnh thất Bồng Lai để con sớm được đoàn tụ với gia đình. Hé lộ danh tính người phụ nữ đứng sau thầy ông nội Lê Tùng Vân tại tỉnh thất Bồng Lai. Trong cơn bão giữa dư luận và những tranh cãi không ngừng, một nhân vật bí ẩn trong tỉnh thất Bồng Lai tại Long An đã bất ngờ lộ diện. Đó là bà Cao Thị Cúc, người phụ nữ đứng sau những quyết định quan trọng bên cạnh thầy ông nội Lê Tùng Vân, người được biết đến như là chủ của tỉnh thất Bồng Lai. Bà Cúc không chỉ giữ vai trò như một chủ sở hữu địa điểm, mà còn là một nhân vật chủ chốt trong việc điều hành và thực thi các hoạt động tại nơi này. Vào năm 2015, thầy ông nội Lê Tùng Vân đã thanh lý tất cả tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh để chuyển đến Long An, nơi bà Cúc sở hữu một mảnh đất rộng 2.000m². Tại đây, họ đã xây dựng tỉnh thất Bồng Lai, một cơ sở với vỏ bọc là một ngôi chùa Phật giáo, nơi chăm sóc trẻ mồ côi và người khốn khó. Theo điều tra từ phía cơ quan chức năng, bà Cao Thị Cúc được xác định là người thực hiện chỉ đạo của Lê Tùng Vân, trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy mạo danh, mạo xưng Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Đặc biệt, vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, bà Cúc đã cùng với nhóm người trong tỉnh thất gây rối, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa khi Diễm My được mời về trụ sở này để làm việc hành chính. Hành vi của bà không chỉ gây mất trật tự địa phương, mà còn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh uy tín của Phật giáo. Đáng chú ý, bà Cúc được cho là người nắm giữ nhiều bí mật liên quan đến cô gái bị mất tích Võ Thị Diễm My. Tuy nhiên, cho đến nay, sự biến mất của Diễm My vẫn chưa có lời giải. Với vai trò tiếp tay cho Lê Tùng Vân và trực tiếp thực hiện nhiều hành vi sai trái tại tỉnh thất Bồng Lai, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạt bà Cao Thị Cúc 3 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
toàn cảnh vụ ông Lê Tùng Vân và những lùm xùm tại tỉnh thất Bồng Lai. Sau một thời gian dài điều tra xác minh, ngày 19 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, để điều tra làm rõ về tội loạn luân. Đây là vụ án đã kéo dài nhiều năm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ban đầu, cơ quan công an đã khởi tố về 3 tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sự việc bắt nguồn từ đâu? Khởi điểm của sự việc, tối 24 tháng 10 năm 2019, một nhóm người kéo đến nơi ở của bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, tự xưng là tỉnh thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ, ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, lục soát tìm con gái là Võ Thị Diễm My và hai bên xảy ra xô xát. Vụ việc sau đó đã được các cơ quan chức năng theo dõi vào cuộc điều tra. Đến đầu tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân và xem xét củng cố để khởi tố về tội loạn luân. Ngoài ông Vân thì Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995, cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, cũng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Vụ án sau đó được chuyển cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An, điều tra theo thẩm quyền. Đến tháng 5 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc, chủ khu đất, nơi tự xưng là tỉnh thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ. Bà Cúc cũng bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Công an cũng đã thông báo truy tìm đối với Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, để phục vụ công tác điều tra vụ án. Cũng trong tháng 5 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên, sinh năm 1998, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Vai trò của Lê Tùng Vân. Đến tháng 6 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An có kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An truy tố 6 bị can: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc cùng về tội danh trên. Về tội danh này, cơ quan chức năng xác định năm 2015, ông Lê Tùng Vân, bà Lê Thu Vân, em gái ông Vân và một số người khác chuyển từ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh về nhà bà Cao Thị Cúc ở huyện Đức Hòa. Bị can Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên tỉnh thất Bồng Lai. Vì không được công nhận nên ông Vân đổi tên thành thiền am bên bờ vũ trụ. Ông Vân đã phân công nhiệm vụ cho các bị can viết kịch bản tập hát và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt hành động ở nơi đây. Từ năm 2019 đến năm 2021, Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc, Lê Thu Vân cùng Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương đã lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải 5 video clip, một bài viết trên Facebook và YouTube có nội dung xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Nhật Từ, xuyên tạc xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cả 6 bị can đều mang tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Riêng bị can Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đến ngày 21 tháng 7 năm 2022, xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Xử phúc thẩm, tòa đã giữ nguyên bản án nêu trên. Phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Đáng chú ý, cuối tháng 7 năm 2022,
cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An đã quyết định tạm đình chỉ điều tra hai hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng hơn 2 tháng sau, đơn vị này đã ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13 tháng 10, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015, đồng thời ra thông báo tìm những bị hại trong vụ án xảy ra tại đây. Riêng tin báo về tội phạm loạn luân, thời điểm đó, cơ quan an ninh điều tra vẫn chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét giải quyết. Để có căn cứ giải quyết tố cáo, ông Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân. Ngày 24 tháng 9 năm 2022, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN đối với 27 người, 17 mẫu người lớn, 10 mẫu trẻ em, tại tỉnh Thất Bồng Lai. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Phân viện Khoa học Hình sự tại TP HCM đã có kết luận giám định số 5342 trên KLKTHS. Đến nay, công an có đủ căn cứ và đã khởi tố bị can Vân thêm tội loạn luân. Cũng liên quan đến vụ việc, công an tỉnh Long An vẫn đang truy tìm 3 luật sư Nguyễn Văn Miến, 57 tuổi, Đào Kim Lân, 56 tuổi và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, cùng ngụ TP HCM để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm. Ba người này là luật sư từng bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án tỉnh Thất Bồng Lai. Việc truy tìm này được thực hiện từ giữa năm 2023 nhưng đến nay chưa có kết quả. Ba người này vẫn chưa đến công an Long An làm việc theo giấy triệu tập và không có lý do vắng mặt. Theo thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, đơn vị này đã phát hiện và báo tin cho công an tỉnh Long An về ba người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua video clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật TP HCM. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!